Chào mừng các bạn đến với Tulato, túi lan tỏa tri thức, góp sức thành công. Thật vui khi được tiếp tục đồng hành cùng các bạn trên hành trình khám phá tri thức mới. Thôi miên bằng ngôn từ của Joe Vitale được nhiều người coi như sách giáo khoa cho những người làm content. Cuốn sách có cái bìa thật nhạt nhòa, các gam màu cổ xưa, nhìn chẳng mấy bắt mắt nhưng vẫn nổi đình nổi đám trong ngành marketing. Tại sao ư? Đơn giản bởi tác phẩm đã thôi miên chúng ta bằng ngôn từ trong sách. Joe Vitale, tác giả của những cuốn sách bestseller trong ngành marketing, những tác phẩm đình đám của ông có thể kể tới như là nghệ thuật thôi miên bằng ngôn từ, trạng thái mua hàng, luật hấp dẫn, 5 bước thực hiện. Ngoài việc viết sách, ông còn là chủ tịch của một công ty tư vấn tiếp thị, Hypothetic Marketing. Người ta đồn Vitale là Phật Thích Ca của Internet vì sự nhạy bén của ông trong ngành marketing, sôi động và liên tục thay đổi. Sách nghệ thuật thôi miên bằng ngôn từ là tổng hợp những công trình nghiên cứu của Joe Vitale về lĩnh vực tiếp thị bằng ngôn từ, nhưng được viết theo một cách dễ hiểu và cuốn hút nhất. Tác giả đã đưa ra những cách giúp người đọc khai phá và phát triển khả năng ngôn ngữ của mình để áp dụng vào cuộc sống nói chung và công việc tiếp thị nói riêng. Sức mạnh kỳ diệu của ngôn từ là điều không thể phủ nhận. Vitale lần lượt đi từ việc phân tích tư duy, cảm xúc của con người cho đến những cách chi tiết để lôi cuốn người đọc bằng con chữ. Sách đưa ra các vấn đề đáng chú ý, thôi miên bằng ngôn từ, bí mật của tôi, kiểm soát ngôn từ thôi miên, một mệnh lệnh thôi miên luôn hiệu quả, hai cách để thôi thúc hành động, làm thế nào để ngôn từ của bạn biết đi, biết nói và biết thở, những tuyệt chiêu làm nên các bản thảo tuyệt đỉnh, làm thế nào để viết nên những câu chuyện có sức thôi miên, điều mà bất kỳ ai cũng đọc, nghệ thuật viết blog thôi miên, 30 kỹ thuật viết tiêu đề thôi miên, viết những đoạn mở bài thôi miên, 5 nguyên lý bí mật của thuật thôi miên ngôn từ, làm thế nào để duy trì sự chú ý của người đọc, những từ ngữ gợi nhớ, vài bí kíp giúp tôi viết lên những câu chuyện thôi miên, điểm sáng tạo trong thôi miên bằng ngôn từ thực ra, quan điểm, chính là trong cuốn nghệ thuật thôi miên bằng ngôn từ, cũng giống như nhiều cuốn sách khác, người viết hãy học cách đặt mình vào vị trí của người đọc để cảm nhận theo góc nhìn của người đọc. Thế nhưng, bằng biệt tài sử dụng ngôn từ của mình, Joe Vitale đã cho nó một cái tiêu đề vô cùng thực tế. Bạn không có quyền ép tôi đọc một lá thư dở tệ. Đấy chính là cốt lõi trong câu chuyện làm content. Sản phẩm chỉ cho vậy, quan trọng là cách chúng ta truyền tải thông điệp để người quan tâm trở thành khách hàng. Hãy nêu trực tiếp vấn đề của khách hàng ở đâu và thế là tất cả những ai đang có chung vấn đề đó sẽ cùng lao vào đọc. Ít ra, bài viết đã đọc được đúng đối tượng ngay từ giây phút đầu tiên. Thôi miên bằng ngôn từ khơi dậy khả năng sâu trong con người. Rất nhiều người trong chúng ta có một nỗi sợ vô hình rằng mình viết không đủ hay, mình không khéo ăn nói nên tự giới hạn bản thân với những con chữ của mình. Joe Vitale đã cho chúng ta những công thức, những bí quyết để khiến tinh hoa phát tiết trong chính chúng ta và rồi tự tay mình viết nên những bài viết có khả năng thôi miên. Làm thế nào để những ngôn từ của bạn biết đi, biết nói và biết thở? Chỉ cái tiêu đề chương thôi cũng đã rất cuốn hút rồi. Cuốn nghệ thuật thôi miên bằng ngôn từ sẽ chỉ cho bạn cách sửa chữa một bài viết còn thiếu sót thành một tác phẩm hoàn hảo. Những mẹo hay để có một bài viết xuất sắc ngay từ khâu lên ý tưởng hay cách để khơi dậy cảm hứng sáng tạo bên trong mỗi cá nhân. Cuốn sách này sẽ giúp bạn trả lời rất nhiều câu hỏi thực tế mà những người làm nội dung thường xuyên đặt ra trong quá trình làm việc. Ví dụ, làm như thế nào để tự động để lại dấu ấn trong tâm trí khách hàng? Hãy lựa chọn keywords liên quan đến ý chính và cài cắm nó dày đặc vào mẫu quảng cáo một cách khéo léo. Người đọc sẽ tự động ngấm vào tiềm thức những từ đó. Tác giả đã áp dụng tip này vào chính cuốn thôi miên bằng ngôn từ. Bằng chứng là những ý chính được lặp lại rất nhiều lần. Cuốn nghệ thuật thôi miên bằng ngôn từ sẽ dành cho ai? Thật lòng mà nói thì cuốn sách này có thể dành cho tất cả mọi người bởi cũng muốn trở nên tốt hơn trong giao tiếp hàng ngày. Ai cũng muốn mình có thể chinh phục được người khác bằng lời nói. Từ việc thấu hiểu tâm lý người đối diện, chúng ta có thể đưa ra những phương pháp, những phương án giao tiếp thông minh. Ví dụ, tôi là một bác sĩ, anh gặp khó khăn trong việc thuyết phục bệnh nhân nghe theo những lời khuyên của mình. Người hút thuốc vẫn tiếp tục hút thuốc, người thừa cân béo phì vẫn tiếp tục ăn vô độ. Nếu anh biết được một số nguyên tắc thuyết phục mà anh đọc được trong cuốn sách này, anh sẽ tiến bộ rất nhiều trong việc khuyên nhủ các bệnh nhân làm những điều họ nên làm, dù khuyên bệnh nhân bằng lời nói hay bằng văn bản. Anh cũng sẽ biết cách sử dụng ngôn từ một cách thuyết phục để đạt được kết quả tốt hơn. Chuyên biệt hơn, sách dành cho những nhà thiết kế website. Đương nhiên rồi, website phải được trình bày cuốn hút thì mới dẫn dắt người đọc đi hết nội dung. Những người viết blog bay bổng
cũng sẽ cần đến cuốn sách này bởi nó giúp blogger viết bài chặt chẽ hơn với những cấu trúc lập luận chắc chắn. Nói chung, sách thôi miên bằng ngôn từ sẽ là người anh em thân thiết với những người làm trong mảng nội dung. Nếu bạn muốn một câu chuyện của mình thú vị hơn, những tác phẩm của mình cuốn hút hơn, thì hãy tìm đọc ngay cuốn sách Thôi miên bằng ngôn từ. Bạn chắc chắn sẽ bị phù thủy ngôn từ Joe Vitale cuốn vào thế giới ma thuật của những con chữ kỳ diệu. Tulato hy vọng cuốn sách này sẽ thật sự bổ ích và hỗ trợ bạn hiệu quả trong công việc và học tập của bạn. Nếu yêu thích những nội dung của chúng mình chia sẻ, hãy nhấn like, subscribe để có thể đón xem những video sớm nhất nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi Tulato. Tạm biệt và hẹn gặp lại!